Chào tất cả mọi người, video ngày hôm nay mình muốn làm một cái video thực tế chia sẻ với mọi người về cái công suất của máy giặt 25kg, xem là một mẻ giặt được bao nhiêu chăn. Thì mọi người đang thấy trên tay mình đây là một chiếc chăn lông. Đấy, vậy thì mình sẽ giặt chiếc chăn này cũng không phải là to, không phải to lắm mọi người nhá. Đấy, một chiếc chăn vừa vừa. Và đây là sẽ có 3 chiếc chăn lông dày này. Đấy, vậy thì với một cái dòng máy giặt công suất 25kg, đây là dòng nội địa Trung Quốc, thì hoàn toàn có đủ khả năng có thể giặt và xử lý mỗi mẻ là giặt 3 cái chăn to và cộng thêm một cái chăn vừa vừa mọi người nhá, là 4 cái. Em sẽ giặt trực tiếp cho mọi người thấy này. 2 cái. 3 cái. Và một cái tiếp theo là 4 cái mọi người nhé. Bốn cái chăn. Vậy thì mỗi một mẻ giặt với giải công suất máy giặt 25kg thì anh chị hoàn toàn có thể xử lý giặt được 3 cái chăn to và kết hợp một cái chăn nhỏ anh chị nhá. Vậy thì chi phí để đầu tư một cặp giặt sấy công nghiệp giải công suất máy giặt 25kg và kết hợp với một chiếc máy sấy 28kg như thế này thì tài chính là bao nhiêu tiền? Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ báo giá cho anh chị khoảng dòng sản phẩm nội địa Trung Quốc mới, dao động công suất từ 20 cho đến 30 cân, giá trị sẽ dao động tầm khoảng từ 250 triệu cho tới tầm khoảng ngoài 350 triệu. Đấy là một mô hình. Vậy thì chi tiết về những cái dòng sản phẩm nội địa Trung Quốc này, về những cái mô hình giặt sấy công nghiệp công nghệ mới như này, anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 0397742111. Tôi sẽ tư vấn và có những cái giải pháp, phương án đầu tư để anh chị tham khảo và lựa chọn để đầu tư phù hợp nhất. Chúc tất cả mọi người tìm hiểu và lựa chọn những dòng sản phẩm chất lượng và phù hợp. Chúc anh chị thành công. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.